Rồi, hello cho mọi người. Mọi người ơi, có ai đi qua mới ghé vô ủng hộ kênh Chính Nghĩa với nha. Thật, trước lúc vô ấy đấy, thì mình cho mọi người chia mình đọc cho mọi người nghe cái bài viết của cu Xích Xích và cái đoàn trần tình của Đàm Bích Thủy, cái bạn, cái con áo, cái người áo vàng này là Đoàn Bích Thủy, Đàm Bích Thủy, trường đại học Phúi Brick CG Việt Nam and cho em bên Money bên Mỹ á. Đấy thì mình sẽ đọc nha mọi người, vì là mình đọc tiếng Anh, mình dốt tiếng Anh lắm, cho nên là chào Trân Trí nha. Thì mình đọc cái bài cái bài viết của là cu Xích Xích nha mọi người. Mồ chá không khóc, đi khóc nằm mối. Trước kia bom mì không thả lên đúng nóc nhà của Đàm Bích Thủy, thì giờ có phải Thủy cùng gia đình được đầu thai ở Hoa Kỳ và đứng trước tấm bia đen để khóc cho hơn 58.000 tên lính Mỹ đã bị quả báo chết trong cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Đây, mà ở dưới này ấy, đây là cái hình ảnh của con Đàm Bích Thủy. Đây, mình sẽ đọc cái phần này là cái lời trần tình của nó nha mọi người. Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng trong ngoặc nha, nhiều như vậy. Đây, bởi trước đây chúng tôi chỉ nghĩ người Việt Nam chịu thiệt thòi trong ngoặc. Nay một số sinh viên của đại học Fulbright đã khóc vì những người lính Mỹ đã phải chịu đựng là cùng trong ngoặc nha mọi người, ở chiến tranh Việt Nam. Đấy, có ai chấp nhận không mọi người? Đấy, nó không biết, nó lớn lên sau cái bài viết này là mới xuất hiện đấy, thì có nghĩa là cái tuổi của nó đang trẻ đấy, và đã sống trong cái 4G, thời 4G này rồi á. Người ta nói á, nếu mà đã ngu á nha, rất mong mọi người là chia sẻ cho mình với, để cho con là cái con này này, con Đàm Bích Thủy này này. Đấy, thì là người ta nói á, cấm hay đóng, mà ngọng thì hãy phô. Rất đúng nghĩa với cái con này luôn. Thì dư người ta nói rằng là cấm hay đóng thì ngọng hay phô. Đó là cái câu mà gọi là ông bà ta xưa nay đến dư là hay nói, hay có cái câu chấm ngôn là như thế, mà rất đúng với cái trường hợp của cái con này luôn, Đàm Bích Thủy. Đấy, mày là ai? Mày là ai mà mày đứng mày trả lời như là một con ngáo? Mày làm xấu cái mặt, mày làm xấu cái bộ mặt của người dân Việt Nam nha. Nếu như mà mày á, khi này đấy á, mà mày nhuộm cái râu, nhau nhuộm cái tóc màu râu ngố á, thì tao cũng đờ nhục. Đấy, nhưng mà cái nét mặt mày là nét mặt của người Việt Nam, và cái tóc của mày là cùng tóc đen, cũng hoàn toàn là nói lên con người mày là con người Việt Nam, mà lại đi bưng bô là đủ đích của thằng Mỹ một cách rất là ngu và ngục. Thật đấy, lẽ ra trong sống trong cái thời 4G này và mày được ăn học đầy đủ nhá, người ta nói á, biết thì thưa thốt, không biết thì dừa cột mà nghe. Chứ mày á, mày không nói được những cái lời hay, ý đẹp thì thôi, nghe chứ con, không ai bắt mày nói, và mày không nói cũng không ai bảo mày cấm nha, Đàm Bích Thủy. Đấy, mình tôi nói ở đây để cho mong mọi người mà sau này ai vô xem á, thì nhớ chia sẻ cho tôi với, để cho ông bà cha mẹ cái con Đàm Bích Thủy này, và ngay cả cho bản thân nó, nếu mà nghe được, để cho chúng nó nghe được, để mà rút ra một cái bài học rằng nếu đã là thích cái tính mà thích lói chói lợp tợp á, thì á, mình nên tìm cái cách khác mà nói, và nhưng mà đã không biết nói thì thôi đó, cứ làm là hến thiếu lửa đi nha. Mày nó cỡ như mày nha, Đàm Bích Thủy, cỡ như mày á, cứ là nên làm hến thiếu lửa đi, là cái miệng con hến nó không hả ra mà. Đó, cho nên cái ngu dốt như mày á, mày cứ nha,
mày cứ làm cái con hến thiếu lửa đi cho nó lành. Đại học gì cái loài mày, tốn cơm tốn áo, mất chỗ của người khác nên để nên dành cái chỗ của mày cho những cái người mà có tấm có tâm đấy. Họ ngồi vào đó họ học, mà học xong rồi á mà ngu như thế này á thì mày á nên về mà nói với cha với mẹ mày á kiếm cho mày đàn vịt nhá, rồi đi ra ngoài đồng mà chăn vịt để cho nó lành, nghe chứ con. Đấy, ở vào cái thời 4G này và cái thời mà gọi là mày đủ ăn đủ học đấy, mày không thiếu thốn một cái gì nhá, thì á mày không nói được lời hay rằng á là thì Việt Nam và Mỹ đã 48 năm, đã có 48 năm, dù rằng là Việt Nam trước đây đã kết thúc, đã với Mỹ đã là chiến tranh 20 năm, và nay á đã là hòa bình 48 năm rồi đấy. Thì dư á, nguyện vọng của tôi là người một là một sinh viên học, là một mang một dòng máu của người của dân tộc Việt Nam đấy, nhưng lại được học trong cái môi trường của Mỹ là nhờ sự hòa hảo đấy, giao thương giữa hai đất nước đấy mà tôi được đặt chân đến là một cái nước Mỹ rất là xa xôi, để nâng cái tầm cao mới về kiến thức cho tôi đấy. Và bao giờ cũng như bao giờ là trong trái tim tôi là luôn yêu thương cả hai, là cả là người dân cả hai đất nước. Người Mỹ tôi cũng yêu, người Việt Nam tôi cũng yêu, và mãi luôn yêu cái hòa bình, và mong rằng giữa Việt Nam và Mỹ không bao giờ có chiến tranh, để rồi bên nào cũng phải là đau thương, bên nào cũng phải là mất mát. Hả? Đấy, mày tiếng là có ăn có học. Đấy, rồi là nào là đi du học ở Mỹ hay mà mày nói không bằng một con đọt. Đấy, con đọt mà nó gấu gấu, nó hay hơn cả mày. Đấy, mày đấy đang thể hiện với ai? Mày thể hiện cái gì đấy? Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng nhiều như vậy. Đó, nếu mà nói như thế thì chả hóa ra là mày là người chứng nhận là lầy ông tôi ở bùi này, là mày là rất ngu à? Mày là còn trừa giống sống giữa cái thời 4G, ăn học giữa cái thời 4G mà mày là giống như là con ếch ngồi đáy giếng. Đấy, mày nói cái câu này chứng tỏ là mày quá là ngu dốt. Nghe chưa? Tại sao khi đến nước Mỹ mà mày lại không là tìm hiểu về nước Mỹ? Mày lớn lên ở Việt Nam, biết chiến tranh của Việt Nam 20 năm đau thương thằng Mỹ nó rồi bom cho tan tành như thế, mà cái bom rồi 20 năm ở Việt Nam đấy, nhiều hơn gấp đôi lần là hơn gấp đôi là hơn gấp hai lần là cái bom mà cả chiến trong cái cuộc chiến tranh thế giới đấy. Thì cái loài mày á nên về nói mẹ mày kiếm cho bầy vịt, chứ học hành cái gì, đại học cái gì là cái cỡ mày. Đấy, lẽ ra mày phải là được đi học đại học, học được học cái thời giờ sung sướng đầy đủ như thế, mày phải nói hay hơn tao, mày phải hiểu đời hiểu chuyện hơn tao. Mày đúng nha, cùng nhờ có Việt Nam nha, nhờ có bác Hồ Việt và nhờ là tổ tiên ông bà Việt Nam đã chiến thắng thằng Mỹ, rồi giao thương giữa hai nước nó trở lại bình thường, thì mày mới được tự do mà đi bất kỳ nơi đâu trên cái thế giới này, nghe chưa? Chứ còn nếu không á, mày chỉ đéo một cái gông vào đấy rồi là xích vào cái cây, hoặc là sống ngục tù cái chế độ của nô lệ nha. Nếu không làm nô lệ thì cũng chỉ là đỉ điếm cho giặc ngoài băng, nghe chứ con. Đại học gì cái loài mày mà ngu như thế, đó đã sống trong cái thời 4G này. Đấy, cả thế giới nó thu nhỏ trong này, từ ông mò cua bắt tôm cho đến là thằng tổng thống đều nằm trong cái điện thoại này, mà nó được ăn học đầy đủ như thế nó phải tìm hiểu chứ. Đấy, và tìm hiểu về cội nguồn, tìm hiểu về lịch sử của đất nước mình.
Ba mẹ mới mang tiếng là đại học, sinh viên đại học mà ăn nói ngu như con bò. Rửa thì cái loài mày đấy, nghe nói rằng là cái đại học đó là giống như là cái ông mà tổng thống, cái thằng gì mà ở Mỹ mà sang thăm Việt Nam đấy, ở cái khối là Liên Hiệp Nhân Quyền Mỹ đấy, sang thăm Việt Nam mà nói rằng là chúng tôi sẽ không đến Việt Nam bằng bom đạn nữa. Đấy, sẽ đến bằng đô la và 20 năm sau là sẽ hạ cánh xuống thẳng sân bay Nội Bài. Đó là trước 20 năm trước, mà dư đến 48 năm rồi. Đó, mà chúng nó vẫn chưa làm được. Thì dư vừa rồi lại có một thằng cùng lũ loa rằng là chúng tôi sẽ nhờ chính người Việt Nam, như là cái con này đây. Đấy, chúng tôi sẽ nhờ chính người Việt Nam và chính những sinh viên. Đấy, mà chúng tôi đã, chính những sinh viên là con dân của Việt Nam mà chúng tôi đào tạo ở Mỹ đấy. Đấy, mình sẽ đọc cái xong cái bài này nhá. Chúng tôi chưa bao giờ biết người Mỹ phải chịu đựng trong ngoặc là chấm 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 là nhiều như vậy. Bởi trước đấy chúng tôi chỉ nghĩ người Việt Nam chịu thiệt thôi. Nay một số sinh viên trường đại học Fulbright đã khóc vì những người lính Mỹ đã phải chịu đựng ở chiến tranh Việt Nam. Ai bảo thằng cha nhà Mỹ đến đất Việt Nam làm chi? Hả? Mà phải là khóc thương cho thằng lính Mỹ phải chịu đựng vất vả ở Việt Nam. Mày ngủ nữa. Bọn kia, bọn cái bọn Mỹ mau, bọn Tây trắng đấy, là chúng nó ngu dốt, vừa là ngu dốt mà vừa là tham lam. Cho nên mới là sinh ấu mà tử á. Đấy, thì dư á, mày lại đại học, lại ăn được sinh ra trong cái thời 4G này. Mày ăn học rất đầy đủ, mà mày lại đi khóc thương cho lính Mỹ. Đã một thời là đến là chém ống, chém cha, chém ba, chém mẹ nhà mày, chém tổ tiên nhà mày à. Mày lại đi khóc thương à, cho bọn giặc à. Cái bọn này mà dư là nhủ bảo nó vác cơ bá que là nó vác liền luôn. Nó vác ngay và luôn. Đấy, nhẹ ra đấy. Nó phải trả lời rất là con hay hơn như cô nói khi này nữa. Phòng đàn, chuẩn bị sắp phòng đàn. Đấy, hắn nói rằng là chúng tôi chưa bao giờ biết là người Mỹ là phải chịu đựng nhiều, mất mát nhiều ở chiến trường Việt Nam đấy. Sông núi nước Nam vua Nam ở, đành răng sự phần ở sách trời. Đấy, thì cái thằng sinh ấu mà sáng từ Á để làm chi? Có phải là vì tham lam để sáng để cướp bóc không? Có phải là để là kéo dài cái sự nô lệ của nhân dân dân tộc Việt Nam không? Đó, mà cha mày, ông bà mày, mẹ mày, tổ tông nhà mày đều là cái là máu đỏ giá vàng hết nha. Đấy, hoặc á mày có thể nói rằng là chúng tôi chỉ là lớp hậu sinh. Đó nè. Thì trước đấy cũng quá trình tìm hiểu ở lịch sử thì biết được là giữa Việt Nam và Mỹ đã từng là có 20 năm chiến tranh. Đấy, mày cứ nói như thế đi để cho thể hiện rằng là mày là một con người có hiểu biết về cội nguồn, về lịch sử của chúng mày. Đấy, và nhưng mà dư đã quả giữa hòa bình ở giữa Việt Nam và Mỹ á đã kết thúc chiến tranh và là mà bắt tay giao băng với nhau, băng giao với nhau. Đấy, thì cho nên chúng tôi mới có mặt trên đất Mỹ. Và giữa cái lớp trẻ chúng tôi sẽ mãi mãi là muốn cả hai dân tộc là đều sống trong bình yên. Đấy, đều sống trong bình yên và tự do. Đấy, nếu mà chiến tranh thì bên nào cũng mất mát, cũng đau thương. Chứ mày thể hiện cái gì ở đây? Hả? Mày là đại học mà không nói được như tao là một con dân đen à? Đấy, chúng tôi không mong rằng là chúng tôi mãi mãi mong rằng là giữa hai nước rất là mãi mãi là cứ bình yên, giao hảo với nhau như thế này. Đấy, để con em Mỹ cũng như là con em Việt Nam chúng tôi là được là tung tăng đi khắp nơi. Đấy, đi bất kỳ nơi đâu mà ở đây á, mày được sang nước Mỹ là cùng nhờ ơn bác Hồ, nhờ ơn tổ tông ông bà nhà mày nha. Mày biết đâu là ông bà chúng mày đã bị cái thằng mà Tây Lống đấy. Mày chúng mày nói rằng là chịu đựng nhiều ở Việt Nam đấy.
Là biết đâu là ông bà tổ tiên nhà mày là bị chúng nó chém, bị chúng nó giết, bị chúng nó hãm hiếp. Rất là thất vọng luôn. Đấy, rất là thất vọng luôn. Buồn toàn tập luôn á. Ngu. Đó, mà thích thể cứ hãy thể hiện. Bữa sau á, mày á, nên là đi đâu thì là biết thì thưa thốt. Không biết á, thì mày ngầm cái mồm mày mẹ lại đi. Nha, cho nó lành. Chứ mày không nói, không ai bảo mày cấm đâu. Nghe chưa? Lại đi còn khóc thương cho kẻ thù nữa mày gớm chứ. Thật á, tức thật luôn á. Người ta nói biết thì nói cái con này cũng bị rất nhiều là cánh mạng, bị rất nhiều người là lên án hắn. Đấy, rất nhiều người lên án hắn luôn. Nói một câu nói không đúng, không gọi là không đúng vô cái trò mố cả. Mà trong khi đó là muốn thể hiện. Đấy, và trước khi mà phát biểu á, là thường là người ta phải là chỉ cho thời gian chuẩn bị rồi nha mọi người. Đấy, người ta là cho thời gian chuẩn bị rồi. Mày lên nói, mà đại học mà như này là gọi là đại ngu. Nghe chưa, Đàm Bích Thủy. Đấy, mà tao trách mí 10 á. Nha, tao trách mí 10, tao trách mày 10. Thì tao phải trách, dù rằng tao không muốn nói là đứa cha đứa mẹ ra mà nói. Nhưng mà trách mày 10 á, thì tao phải trách cha mẹ mày 100.000 lần. Đấy, nếu như ông bà mày mà còn sống, tao cũng trách luôn cả ông bà mày. Đó là đầu tư sai đối tượng. Mày hiểu ý tao nói chưa, con Đàm Bích Thủy? Hả? Đấy, nãy một số sinh viên của Đại học Phú Bích đã khóc vì những người lính Mỹ đã phải chịu đựng ở chiến tranh Việt Nam. Thế cha mày, mẹ mày, ông bà mày thời đó không phải chịu đựng à? Không phải hy sinh à? Hả? Rồi bao nhiêu người Việt cộng đồng với là tổ tông, là tổ tiên Việt Nam đấy, không phải hy sinh à? Hả? Đấy, người Việt Nam ở cái đất nước Việt Nam mà bản chất của họ rất là dân tộc Việt Nam, rất là hiền lương, chưa bao giờ đi xâm chiếm của ai. Đó nè. Mà trong khi đó, tài răng mày không đặt cái câu hỏi tại sao lại là nước Mỹ, người Mỹ đấy sinh từ, được đẻ từ bên kia nửa bán cầu, tức là bên kia nửa trái đất, mà lại sang Việt Nam làm gì? Hả? Mà tại sao lại đưa súng đạn đến Việt Nam? Mà tại sao là không đưa cành hoa hồng, không đưa bánh kẹo, mà lại là đưa súng đạn đến cho dân Việt Nam? Cái loài mày á, tao nói á, về nuôi bầy vịt cũng chưa hẳn đã biết cái cách để mà làm cho bầy vịt phát triển. Nuôi cái bầy vịt đẻ cũng chưa hẳn đã nên, chứ đừng có nói là đại học đại kia nha. Mà tao nói á, rất là buồn. Thật sự mà nói á, là chia buồn với cha với mẹ mày nha, là đầu tư sai chỗ. Đầu tư cho mày tiền ăn học là quá là sai chỗ nha, quá là sai đối tượng. Đấy, thôi giờ chửi mày á, thì cũng bao nhiêu đó là cũng đủ rồi. Nếu như mà mày mà làm cái người mà có trí khôn á, thì mày đã không nói, không viết cái status như thế này. Đó nè. Nhưng mà vì mày không đủ trí khôn để hiểu cái lời tao nói á, thì á, mà tao nói bao nhiêu nữa, tao có chửi bao nhiêu nữa thì cũng là tao gây khẩu nghiệp cho tao. Mà mày á, thì không hiểu, mày thì không thể hiểu để mà cảm thấy nhục. Nghe chứ con. Mà phải đọc đi đọc lại, nghe đi nghe tới nghe lui cái clip của tao khoảng mấy chục lần rồi á, mày ra mày hiểu nha. Rồi đi sâu, đi bữa nay á, đi đâu á, tém tém bớt cái mỏ ấy nhé con, cho nó lành. Nghe chưa? Đừng có thể hiện mà cũng đừng có khe nhá. Biết thì nói, không biết thì thôi. Mà nếu như mà họ mà muốn cử mình làm cái đại diện cho một cái bà tổ, một cái nhóm nào đó, thì mày cũng phải
ở cái xứ châu Âu bất kỳ ở đâu, họ cũng có là một cái thời gian trước cho mày chuẩn bị, để mày là chuẩn bị cái câu phát biểu của mày đấy, chứ không phải là cứ há mồm ra là coi như là cứ đu đích thằng Mỹ chả là cái đách chi hết á, thằng Mỹ chả là cái đách chi cả. Mà chúng mày phải tôn sùng, mà hẳn chúng nó chỉ là con hổ giấy đó, mà con là con người á, là cái nhân quyền của nó con tệ gấp tỷ lần Việt Nam đấy. Cái thằng Mỹ chả có cái đấy chứ phải tôn trọng hẳn hết á. Mà cái chí mà cứ mở mồm ra là cứ như là cái đứa mà gọi là hủy địch Mỹ á, giống là giống như là nghiền mày hịt cỏ hay sao, hay là mày dùng cái kém đánh răng mà của cái bọn bốn con tiếp viên mà sạch tay từ Pháp về đấy, đã không biết nói thì mày cấm cái mồm mày trưa cho người khác đi, mày nhường cho người khác đi, chứ đừng có lên đó mà thể hiện nhá. Thằng Mỹ á, hắn là ở một cái xứ khác, mà do là lòng tham lam, do lòng ích kỷ, do cái tính là khát máu ác ôn, cho nên mới đến Việt Nam để là tiếp tục là hòng là bắt Việt Nam là nô lệ của hắn. Chứ thằng Mỹ không đưa đường đưa sữa, không đưa là cơm là gạo đến mà nuôi bảo cố người Việt Nam, nghe chưa con Đàm Bích Thủy. Ba mẹ nhà mày, thằng Mỹ đến là gây đau thương mất mát, gấu gì gây chết chóc cho tổ tiên ông bà cha mẹ nhà mày, nghe chứ con, chứ không phải là đứa mật ngọt, đứa độc lập tự do đến cho tổ tông ông bà nhà mày, cho cộng đồng người Việt Nam, nghe chứ con đó. Đấy, cho nên mày có biết không, cái có cái hoa hậu gì mà đúng cách đây khoảng đâu 4-5 năm, Đoàn Ngân với các bạn có biết không hề, là có cái hoa hậu gì đấy mà đi thi hoa hậu ở Trung Quốc đấy. Đấy, đi thi hoa hậu ở Trung Quốc đó, mà bạn đó dám nói rằng là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, nghe chưa Đàm Bích Thủy. Đấy, người ta đi ở đâu cũng phải từ tốn cái dân tộc của mình nha con. Đấy, trong khi cả thế giới nha, cả thế giới ngưỡng mộ và ước ao được mình là người Việt Nam. Đấy, và cả thế giới khắp các cái dân tộc trên thế giới đều ngưỡng mộ và đều ước ao cho mình, đất nước mình, dân tộc mình có một lãnh tụ là thiên tài như Bác Hồ Chí Minh. Đấy, và có một dân tộc dù rằng rất là nhỏ, một đất nước rất là nhỏ, cũng rất là nghèo, rất là lạc hậu, mà dám đứng lên đứng đầu với thằng Mỹ. Đấy, mà trong khi mày thì là cúi xuống để mày hủy háng thằng Mỹ, hủy đích thằng Mỹ, để mày mình lũ như thế đó. Đấy, mà mày phải như là cái hoa hậu kia nè, không biết cái tên gì mà mình quên mất rồi. Đấy, đi dù là đi thi hoa hậu và dù biết rằng nếu là hoa hậu, nếu là trúng giải hoa hậu á, thì bạn đó, em đó sẽ được biết bao nhiêu là lời nhuận. Đấy, nếu là thắng cuộc, nếu là được là đội lên đầu cái vương miện ấy, thì cái bạn em đó sẽ được biết bao nhiêu trước á, là phải là mấy trăm triệu cái giải thưởng là quán quân của giải là á hầu cái đó nè. Đó, rồi sau đó là cái danh tiếng và là những cái hợp đồng quảng cáo đó. Nhưng mà em đó cũng là người máu đỏ giá vàng như cái mắt chóa mày, mà em gái đó chấp nhận để cho ban giám khảo là phải đuổi ra khỏi khán đài. Đấy, chấp nhận khi mà đã đứng giữa đất người ta mà nói lên cái câu đó, giành lại cái chủ quyền cho đất nước của mình, dân tộc mình, thì rõ ràng là sẽ bị đuổi ra.
Đó, mà em đó vẫn chấp nhận thua thiệt. Mà tại sao mày thì lại ngu như thế? Mà tao chắc chắn cái em đó mà đi thi hoa hậu đấy thì chắc chắn là cái tuổi đang rất là trẻ. Mà mày á, mới là cái con già mà mày ngu. Ăn phí cơm con ạ. Ăn phí cơm. Nha. Cho nên á, cái dạng như mày á, bữa sau cóc ngồi đáy giếng á, thì ăn phần là cóc ngồi đáy giếng. Nha. Đừng có nghĩ rằng là cóc ngồi đáy giếng mà lại ảo tưởng rằng là mình đang là đại bàng là đang bay trên núi á. Nha. Ba mẹ mới đã ngủ này con hãy kề, hãy thể hiện. Bữa sau á thì là biết thì thưa thốt, không biết thì dừa cột mà nghe. Không nữa là ai mà giao trách nhiệm cho mày phát biểu á là có như cúc đuôi mà chui gầm giường cho nó mà ngủ một giấc cho nó lành. Nha, Đàm Bích Thủy. Đấy, ngu như con bò mà cứ thể hiện. Mọi người ơi, mình muốn kết thúc clip tại đây rồi. Mình cảm ơn mọi người đã vô xem ủng hộ kênh nha. Mình cảm ơn mọi người đã vô xem ủng hộ kênh. Và nếu mà cảm thấy có lý có tình á, thì mong mọi người là chia sẻ like rồi cho mình một like rồi comment cho mình một like rồi chia sẻ rồi là ấn nút theo dõi nha mọi người. Rồi chúc mọi người buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nha. Mình hẹn 6